Tổng thống Biden lên tiếng về vũ khí ác mộng của Trung Quốc Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ngày 20 tháng 10 rằng ông lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc. Chỉ vài ngày sau khi một bài báo đưa tin, Bắc Kinh đã thử một vũ khí lượn siêu thanh có khả năng hạt nhân. Trước khi lên chuyên cơ không lực 1 để đến thăm Pennsylvania, trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu có lo ngại về các tên lửa siêu thanh của Trung Quốc hay không, ông Biden đã trả lời là có. Các vũ khí siêu thanh di chuyển nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh, khoảng 6.200 km h Cuối tuần trước, Financial Times cho biết hồi tháng 8, Trung Quốc đã phóng thử tên lửa siêu thanh có thể di chuyển toàn cầu ở quỹ đạo thấp trước khi lao xuống mục tiêu được định sẵn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận thông tin này. Vụ phóng thử trên diễn ra khi Mỹ và các đối thủ của nước này đẩy nhanh tốc độ xây dựng vũ khí siêu thanh, hệ thống vũ khí tiếp theo có thể khiến cho các địch thủ không có thời gian phản ứng và vô hiệu hóa các cơ chế ngăn chặn truyền thống. Các vũ khí siêu thanh là nhân tố thay đổi cuộc chơi chiến lược với khả năng nguy hiểm khi phá hủy căn bản sự ổn định chiến lược. Thượng nghị sĩ Angus King thuộc bang Maine cho biết ngày 18 tháng 10. Đồng thời nhận định Mỹ không thể đi sau trong quá trình phát triển này cũng như sẽ không để xuất hiện những điểm mù giữa bối cảnh chúng tôi đang theo dõi sự tiến triển của các đối thủ. Nhà trắng đã dấy lên lo ngại về công nghệ tên lửa siêu thanh của Trung Quốc qua các kênh ngoại giao. Người phát ngôn Jen Kasaki nhận định về báo giới hôm 20 tháng 10. Hồi tháng 9, cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến thuộc Lầu Năm Góc đã thử thành công vũ khí siêu thanh có thể di chuyển nhanh hơn 5 lần vận tốc âm thanh. Đây là cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên của lớp vũ khí này kể từ năm 2013. Các công ty Lockheed Martin Rayton Technologies đang làm việc để phát triển khả năng của vũ khí siêu thanh Mỹ. Các vũ khí siêu thanh là những vũ khí ác mộng tiềm tàng, ông King cho hay đồng thời đánh giá việc trung quốc và nga phát triển những vũ khí như vậy có thể dẫn đến thảm họa